Thưa quý vị, trong những tháng cuối năm thì để chuẩn bị cho các dịp lễ Tết, thời điểm này thì các doanh nghiệp họ đang gấp rút sản xuất và chuẩn bị nguồn cung hàng hóa và bình ổn giá cả cho mùa mua sắm và tiêu dùng cao điểm. Hoạt động thương mại sôi động đã đẩy tổng mức bán lẻ hàng hóa của 8 tháng năm nay tăng 10% so với cùng kỳ của năm ngoái. Và các doanh nghiệp bán lẻ họ cũng đang tung ra rất nhiều chương trình khuyến mại nhằm kích cầu sức mua. Trong siêu thị thì các mặt hàng khuyến mãi rất nhiều và mình có thể lựa chọn những mặt hàng khuyến mãi đấy cho gia đình mình. Bánh mì thì giữ nguyên, thịt thì tăng không đáng kể. Rau rồi các thứ là cô mua thoải mái hơn. Thịt gà này mình thấy là nó khoảng, lúc nào nó cũng trong khoảng là 30-40 nghìn. Và với VAT hiện tại thì nó đang giảm thì mình thấy là cái dòng hàng của mình được thêm, mình có thể mua thêm nhiều hoa quả hơn với cả tiết kiệm nhiều tiền hơn để đi ăn với bạn bè ở ngoài. Những trái bưởi Phúc Trạch như thế này chỉ mới hôm qua thôi thì có giá tận gần 46.000 đồng cho một trái. Thế nhưng hôm nay nó đã được giảm gần 8.000 đồng. Có nghĩa là bây giờ chỉ còn có giá là 37.900 đồng cho một trái. Và giá này sẽ được giữ nguyên trong vòng 2 tuần. Và đây cũng chính là một trong nhiều những cái chương trình khuyến mại mà siêu thị này đưa ra để nhằm kích cầu tiêu dùng theo định kỳ hàng tuần và hàng tháng. Và bên cạnh đấy thì cũng là một phần để đẩy nhanh doanh số bán hàng cho doanh nghiệp. Đại diện chuỗi siêu thị này cho biết, từ nay cho đến cuối năm, siêu thị sẽ liên tục triển khai nhiều chương trình ưu đãi lớn với các mặt hàng thiết yếu như là thực phẩm tươi sống, trái cây nhập khẩu trực tiếp, thức uống, hóa mỹ phẩm. Mức khuyến mãi sẽ lên tới 50% cùng nhiều chương trình quà tặng nhằm kích cầu mua sắm. Hệ thống siêu thị của chúng tôi cũng đang nỗ lực đàm phán với nhà cung cấp lớn để có những cái nguồn hàng ổn định cũng như là có những chính sách giá tốt nhất và đồng thời có những chương trình khuyến mại nhiều ngày càng nhiều hơn dành cho khách hàng. Từ đây cho đến cuối năm thì các cái đơn vị bán lẻ và các cái siêu thị thì liên tiếp sẽ tung ra những cái chương trình khuyến mại để kích cầu tiêu dùng. Ví dụ như là ở siêu thị này thì đang có cái chương trình là mua một tặng một. Với cái chương trình như thế này thì tính ra khách hàng coi như là được giảm tới tận 50% giá thành của sản phẩm. Để người tiêu dùng thuận tiện hơn, nhiều doanh nghiệp bán lẻ còn triển khai tính năng mua sắm thông qua ứng dụng trên thiết bị di động và được giao hàng tận nơi. Chính sách mà giảm thuế VAT của chính phủ từ 10% xuống 8% cộng với cả cái chính sách mà khách hàng thân thiết, chúng tôi tin tưởng rằng những tháng cuối năm thì sẽ có cái sự khởi sắc. Năm nay với nhiều tín hiệu khả quan, các nhà bán lẻ đang kỳ vọng tốc độ tăng doanh thu có thể vượt qua mốc kế hoạch đề ra là 9%. Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng chi tiêu của người tiêu dùng có thể sẽ được cải thiện nhờ lãi suất điều chỉnh giảm, cũng góp phần tích cực cho mảng tài chính tiêu dùng. Thực hiện chỉ đạo của chính phủ về việc đảm bảo bình ổn giá từ nay cho tới cuối năm và đặc biệt là trong các dịp lễ Tết khi mà nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh, thì bên cạnh những giải pháp kích cầu tiêu dùng đang được triển khai tại nhiều địa phương như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thì những giải pháp đồng bộ để bình ổn giá cả thì cũng được chú trọng để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. Các hệ thống phân phối cho biết họ luôn có kế hoạch điều tiết vận hành, tiết kiệm tối đa chi phí để cắt giảm giá trực tiếp sản phẩm cho khách hàng nhằm bình ổn giá cả. Mô hình là online to offline đang dần ngày càng hiệu quả, cộng với cả cái việc đảm bảo được cái mức sản lượng lớn trong suốt một khoảng thời gian dài thì chúng tôi cũng có điều kiện để cùng kết nối giữa nhà cung cấp tới các khách hàng và đến người tiêu dùng ở một cái mức giá mà gần như không thay đổi. Làm việc với các nhà cung cấp lớn nhằm để đặt một số lượng hàng lớn trong một cái khoảng thời gian nhất định thì điều đó nó cũng giúp cho cái vấn đề về hàng hóa của tôi luôn được đầy đủ. Thứ hai là đảm bảo về cái chính sách về giá. Thực hiện chỉ đạo của chính phủ về công tác quản lý, điều hành giá những tháng cuối năm, Bộ Công Thương đã lên kế hoạch để đảm bảo nguồn cung và giá cả hàng hóa để không gây ra tình trạng khan hàng, đẩy giá. Sở Công Thương Hà Nội đã tích cực tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai nhiều cái giải pháp kích cầu để khai thác tốt cái thị trường nội địa. Thì cho đến thời điểm này là chúng tôi đã đạt được cái chỉ tiêu đề ra tăng 10,9% và cao hơn cái bình quân chung của cả nước. Ngoài các giải pháp kích cầu hàng Việt bằng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, quảng bá sản phẩm OCOP thông qua sàn thương mại điện tử, Bộ Công Thương cho biết cũng sẽ đồng hành với các địa phương trong việc bình ổn thị trường, tổ chức kích cầu gắn với văn hóa, du lịch để làm sao vừa thu hút được du lịch, vừa tăng được sức mua.
từ nay cho đến cuối năm thì Bộ Công Thương sẽ có những chỉ đạo với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và Sở Công Thương để đẩy mạnh chương trình kích cầu gắn với bình ổn thị trường phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán năm 2024. Qua đó là những cái hàng hóa để phục vụ cho người dân, nhu cầu người dân trong những cái dịp lễ Tết sẽ được bảo đảm đầy đủ với những cái giá cả rất là phù hợp. Bộ Công Thương cũng sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các cơ sở kinh doanh, chợ đầu mối, bán buôn bán lẻ, chợ trung tâm thương mại, kho để nắm được nguồn cung cũng như giá bán, có biện pháp ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm về găm hàng, đầu cơ gây ảnh hưởng giá cả thị trường. Để tạo sức mua bền vững thì thời điểm này các cơ quan quản lý thị trường cũng đã lên kế hoạch theo sát diễn biến giá cả, phát hiện sớm hành vi đầu cơ tích trữ, tăng giá bất hợp lý những mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là chặn hàng nhái, hàng giả. Và bên cạnh đó thì các doanh nghiệp sản xuất họ cũng đang rất là chủ động đa dạng sản phẩm, tối ưu chi phí logistics để có thể kéo giảm giá cả để cạnh tranh hơn, đưa hàng Việt tiếp cận nhiều hơn đến tay của người tiêu dùng trong nước. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật giá cả hàng hóa cũng như là những chương trình bình ổn, khuyến mại để quý vị có thể mua sắm tiết kiệm trong giai đoạn cuối năm. Nếu mà quý vị có thông tin hữu ích thì có thể gửi về cho chúng tôi thông qua địa chỉ email là tiêu dùng thông thái@vtv.vn hoặc là số hotline của VTV Money là 0862 24 24 24. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.